Ngày 30 tháng 5 năm 2020 tại Phú Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát đã tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất năm 2020 với sự tham gia của gần 100 cổ đông chiến lược và giám đốc các văn phòng chi nhánh Tâm Lộc Phát trên toàn quốc. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện, sản xuất TVC và các chương trình truyền hình chuyên nghiệp nên tại chương trình đại hội cổ đông lần này, Tâm Lộc Phát đã tổng quan quá trình thành lập, các ngành nghề kinh doanh, hoạt động của các văn phòng chi nhánh trong 11 tháng qua thông qua một thước phim doanh nghiệp ấn tượng, sinh động, tạo được sự thu hút của các cổ đông. Theo đó, hiện nay, Tâm Lộc Phát đang kinh doanh 7 lĩnh vực chính là truyền thông, tổ chức sự kiện, chuỗi cà phê và nhà hàng nghệ sĩ, chuỗi gian hàng tiện ích, taxi Tâm Lộc Phát, bệnh viện tư nhân Tâm Lộc Phát, bất động sản và kênh truyền hình Tâm Lộc Phát. Cái quán cà phê là một cái mô hình rất là đẹp, rất là sống động, mang lại cho mọi người dân ở địa phương cũng như toàn thể các cái ekip của các cái ban lãnh đạo trên toàn quốc có những cái ấn tượng rất tốt đẹp, bởi vì cái hình ảnh đấy thực sự sống động và thực sự là con người của Đà Nẵng yêu khách, yêu người và mến mộ, đồng thời là có một cái gian hàng tiện ích để phục vụ cho bà con, nhân dân và khách hàng ở đấy. Từ những cái đó và gắn kết tất cả mọi người lại với nhau bằng những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là cụ thể và rất là trong sáng để tạo cho cái chuỗi cà phê nghệ sĩ hoạt động rất là tốt ạ. 7 lĩnh vực mà Tâm Lộc Phát kinh doanh là phù hợp với thời thế, xu thế của đất nước mình. Đặc biệt là Tâm Lộc Phát có hai cái thế mạnh, đó là chuỗi cà phê nghệ sĩ, có các nghệ sĩ, nhân dân của đất nước Việt Nam mình, và cái lợi thế thứ hai đó là kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV. Thì cái điều này là cực kỳ lợi thế để Tâm Lộc Phát có thể là quảng bá được tất cả các thương hiệu cho các doanh nghiệp trên đất nước mình. Nói về chuỗi cà phê nghệ sĩ thì tất cả ở trong thành phố Vinh ấy, nói chung thì cũng có những quán cà phê là người ta đặt tên là quán cà phê nghệ sĩ hoặc là nghệ sĩ quán. Nhưng điều đặc biệt và nổi trội nhất của cà phê nghệ sĩ của mình là mình có một cái điểm, có rất nhiều cái điểm nhấn ở trong đấy. Cái thứ nhất là nói về văn phòng, đây là một cơ sở để mình hoạt động, nhưng trong đó lồng ghép được có một cái hệ thống là cà phê nghệ sĩ, và đặc biệt nữa là có cái gian hàng tiện ích, là cái nơi để mà thu hút cộng đồng về với Tâm Lộc Phát. Thì khi mà người ta đến, tuy nhiên là tình cờ người ta đến uống cà phê thôi, nhưng khi đến đấy người ta thấy được tất cả những cái sự khác biệt. Cái thứ nhất là từ nhân viên phục vụ, cái thứ hai là tất cả những cái hình ảnh và truyền tải các cái thông tin, thông điệp về Tâm Lộc Phát, thì đó là một cái sức mạnh để thu hút tất cả cộng đồng về với Tâm Lộc Phát và về đến cà phê của nghệ sĩ Nghệ An. Sau 11 tháng hoạt động, Tâm Lộc Phát đã kiện toàn bộ máy nhân sự bài bản, đoàn kết và sáng tạo. Cùng với đó đã xây dựng cho mình một hệ thống gồm một trụ sở chính và 13 văn phòng chi nhánh tại các tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Sài Gòn và Sơn Tây. Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ đang thay đổi nhiều lĩnh vực trong đời sống, xã hội. Đặc biệt kinh doanh trên nền tảng công nghệ số 4.0 đang chiếm ưu thế và tạo nên nhiều giá trị, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Đây là điểm sáng trong xu thế kinh doanh đang được Tâm Lộc Phát áp dụng, được các cổ đông đánh giá cao. Tại đại hội cổ đông lần thứ nhất, doanh nhân Nguyễn Lệ Khuyên, Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát đã đưa ra nội dung phát triển chiến lược của Tâm Lộc Phát trong 5 năm tới, lộ trình chuyển đổi công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn lên công ty cổ phần và công ty tập đoàn, phân tích ưu nhược điểm của các lĩnh vực Tâm Lộc Phát đang kinh doanh. Cũng tại đây, doanh nhân Nguyễn Lệ Khuyên đã giới thiệu chi tiết về hai dòng sản phẩm mới sẽ ra mắt trong tháng 6 năm 2020 là nước uống tinh khiết Tâm Lộc Phát và cà phê Tâm Lộc Phát, trước hết nhằm phục vụ chuỗi cà phê và nhà hàng nghệ sĩ Tâm Lộc Phát, sau đó cung cấp cho các đối tác và bán lẻ trên thị trường. Đặc biệt nhấn mạnh chiến lược triển khai kênh truyền hình Tâm Lộc Phát nhằm cung cấp cập nhật thông tin mới nhất trong hoạt động nội bộ của Tâm Lộc Phát. Tiếp theo là sản xuất các chương trình truyền hình gắn liền với doanh nghiệp như Doanh nghiệp và Hội nhập, Câu chuyện doanh nhân, Bàn tròn trực tuyến, các chương trình văn hóa giải trí như Cà phê nghệ sĩ, Du lịch xanh, Thế hệ trẻ. Các chương trình sẽ được phát sóng online trên các phương tiện mạng xã hội, sau đó sẽ tiến tới liên kết mua sóng theo khung giờ trên các đài truyền hình quốc gia. Ngoài ra, dựa trên lợi thế du lịch tại khu vực Ba Vì, Sơn Tây, Hà Nội, trong thời gian tới, Tâm Lộc Phát sẽ triển khai dự án homestay, du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực này, hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân thú vị của du khách mỗi khi đến với Sơn Tây, Hà Nội.
Sơn Tây này, nó là có một cái thời tiết rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, thứ nhất là nó có các cái quần thể du lịch, ví dụ như ao vua, khoang xanh, suối tiên, và ở trên đấy có rất là nhiều các cái khu tâm linh, đền chùa như chùa Mía này, chùa Ba Cây này, đền Và. Đấy, các khu chùa đó rất là tâm linh và gắn liền đến thành một quần thể. Thì đợt này mà công ty mình lại đặt một cái điểm homestay trên đấy thì rất là tuyệt vời ạ. Và cũng anh em Sơn Tây cũng sẽ là cam kết là sẽ phấn đấu làm việc hết mình, nỗ lực hết mình để cùng công ty phát triển, và đặc biệt là sẽ đưa cái homestay cũng như là cái văn phòng Sơn Tây đi lên ạ. Bằng nỗ lực hoạt động của ban lãnh đạo, các cổ đông chiến lược, giám đốc và nhân sự tại các văn phòng chi nhánh Tâm Lộc Phát trên toàn quốc đã tạo nên thành công của Tâm Lộc Phát hôm nay. Những khó khăn, thử thách trong kinh doanh càng tôi luyện thêm tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các thành viên Tâm Lộc Phát. Có thể nói, từ nền tảng nội lực của đội ngũ ban lãnh đạo, các cổ đông chiến lược Tâm Lộc Phát đã và đang sẽ cùng chung chí hướng là sức mạnh để đưa con thuyền Tâm Lộc Phát chinh phục mọi sóng gió trước thương trường, vươn ra biển lớn. Chương trình đại hội cổ đông của chúng tôi đã diễn ra thành công rất là tốt đẹp. Thông qua chương trình này, tôi xin phép được gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả các anh chị em ekip ban lãnh đạo của công ty, các anh chị là cổ đông và đặc biệt là các đối tác khách hàng của chúng tôi trong gần một năm qua đã luôn sát cánh, đồng hành và ủng hộ đặc biệt tới Tâm Lộc Phát. Chúng tôi cũng luôn tin tưởng rằng những trong 5 năm tới, với những chiến lược vô cùng quan trọng, chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng những niềm tin và sự đặc biệt hơn. Đại hội cổ đông lần thứ nhất năm 2020 của Tâm Lộc Phát kết thúc bằng sự nhất trí, đồng thuận của các cổ đông chiến lược có mặt tại đại hội. Cũng tại đây, ban lãnh đạo Tâm Lộc Phát đã đưa ra kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập công ty, dự kiến tổ chức vào các ngày 28, 29, 30 tháng 6 tại Quy Nhơn, Bình Định. Nhân dịp này, ban lãnh đạo Tâm Lộc Phát đã trao hoa và giấy chứng nhận cho các giám đốc chi nhánh Tâm Lộc Phát tại các tỉnh thành, trao hoa và xe cho ông Lê Văn Cảo, cổ đông chiến lược thị trường Nghệ An. Sau khi kết thúc đại hội, các cổ đông sẽ tham gia các hoạt động tham quan, vui chơi, team building trong khuôn khổ 2 ngày tại đảo Ngọc Phú Quốc.